Xin chào mừng các bạn đã đến với Tema. Có thể thấy là với sự phát triển của điện thoại thông minh nói riêng và bộ mặt chung của thị trường nói chung thì đã không khó để giúp chúng ta có được một bộ sưu tập smartphone với đầy đủ mẫu mã cùng với một số lượng lớn các nhà sản xuất giúp đem lại sự đa dạng cho người dùng. Nhưng mà mặt trái của nó cũng chính là điểm này. Vòng đời của những chiếc điện thoại vốn dĩ đã rất ngắn thì nay với việc phát triển ồ ạt về sản phẩm và sự cạnh tranh gắt gao, tuổi thọ của những chiếc điện thoại thông minh giờ đã chỉ còn tính bằng tháng. Sau đây sẽ là tổng hợp nhanh của Tema về 5 mẫu smartphone được đánh giá là bom tấn của năm, nhưng mà vì nhiều lý do khác nhau mà nó chỉ được ra mắt trong một thời gian tương đối ngắn và sẽ sớm được các nhà sản xuất rút ống thở để nhường chỗ cho một số mẫu điện thoại khác kế tục. Đầu tiên đó là LG V35 ThinQ. Bên cạnh chiếc flagship G7 thì V35 ThinQ cũng được coi là bước tiến quan trọng của LG ở Mỹ. V35 ThinQ được coi là một mẫu điện thoại nâng cấp nhẹ từ V30 đi trước về kiểu dáng và mang trong đó sức mạnh của chiếc G7. Tuy nhiên hiện tại thì công ty đã phát hành chiếc V40 ThinQ với mức giá tương đương nên nhiều khả năng là chiếc V35 ThinQ sẽ có thể bị V40 thay thế trong thời gian sắp tới. Nếu có một điểm nào khiến cho người dùng cảm thấy có giá trị trên mẫu điện thoại này thì đó là việc nó không đi theo xu hướng thiết kế tai thỏ cùng kha khá nét đặc trưng của LG như là camera kép hỗ trợ chụp ảnh thiếu sáng và chụp toàn cảnh rất tốt. Phần cứng nghe nhạc chuyên nghiệp với con chip âm thanh là Quad DIC cùng với phần cứng xử lý của flagship 2018. Cái tên thứ hai đó là Nokia 8 Sirocco. Nokia 8 Sirocco thực sự là chiếc flagship đầu tiên dưới thương hiệu Nokia kể từ khi mà xuất hiện lại trên thị trường cách đây gần 2 năm. Với sự dẫn dắt của HMD Global, Stop được tạo nên từ các cựu quan chức cấp cao của mảng di động Nokia cũ trước đây. Được giới thiệu lần đầu tiên tại MWC 2018 thì chiếc Nokia 8 Sirocco đã rất nhanh chóng định hình Nokia như là một thương hiệu riêng có được chiếc flagship thực thụ, xứng tầm đẳng cấp về chế tác với hai mặt kính cong, màn hình cong Violet cùng với khung thép siêu bền, ít thấy trên các dòng sản phẩm các nhà sản xuất khác. Tuy nhiên khá đáng tiếc là cho đến bây giờ HMD Global không hề có bất cứ động thái nào sẽ giới thiệu chiếc điện thoại này ở nước ta. Nhiều phỏng đoán cho rằng là việc Nokia 8 Sirocco không được phân phối ở Việt Nam chủ yếu do định kiến từ phần cứng xử lý của chiếc điện thoại này, khi mà chỉ được trang bị con chip đó là Snapdragon 835 đã 1 năm tuổi thay vì là Snapdragon 845 mới nhất, do đó sẽ khiến cho nhà sản xuất khó có thể cạnh tranh được với nhiều cái tên tuổi khác ở phân khúc cao cấp. Hiện tại thì Nokia 8 Sirocco cũng không được tập trung quảng bá quá nhiều, mà có thể là HMD sẽ sớm ra mắt chiếc Nokia 9 thay thế vào thời gian sắp tới. Thứ ba đó là OnePlus 6. Sau khi mà OnePlus 6T ra mắt thì OnePlus 6, chiếc flagship killer được ra mắt cách đây chưa đến nửa năm, sẽ được công ty con của Oppo cho vào nghĩa địa. OnePlus 6 có thể coi là thiết bị mang đến những gì tinh tế nhất mà OnePlus có thể làm được cho người dùng yêu quý thương hiệu này trong đầu năm nay, khi mà mang đến thiết kế tai thỏ tương tự nhiều hãng di động khác đang làm với mức giá rẻ bằng một nửa so với iPhone 10, nhưng mà lại đem đến sức mạnh phần cứng thuộc hàng mạnh nhất với RAM 8GB, Snapdragon 845, camera kép được cải tiến đáng kể so với thế hệ trước. Tuy nhiên như mình vừa đề cập thì với chiến lược ra mắt tới 2 flagship trong một năm sẽ khó có thể giúp cho OnePlus 6 được tồn tại thêm nữa. Hiện tại thì phần lớn các điểm bán lẻ sản phẩm này đã đều được thông báo là hết hàng và sớm muộn sẽ được thay thế bằng OnePlus 6T. Cái tên tiếp theo đó là HTC U12 Plus. HTC có một màn thể hiện đáng thất vọng với lại chiếc U12 Plus đầu năm nay, khi mà một loạt cái đánh giá tiêu cực từ giới chuyên gia xuống sản phẩm này trong thời gian qua. Thực tế là U12 Plus không hẳn là một chiếc điện thoại tồi, mà điểm yếu của nó ở sản phẩm này lại nằm ở tư duy làm điện thoại khá là sai lầm của HTC, đặc biệt là những sáng tạo không đâu vào đâu như là một nút cảm ứng ở bên hông máy, màn hình Super LCD không xứng đáng ở phân khúc cao cấp và việc spam quảng cáo vô tội vạ do đóng phần mềm rác cài sẵn trong máy là những lý do khiến đây là lần đầu tiên chiếc điện thoại này bị người dùng quay lưng. Do đó nhiều khả năng là HTC sẽ sớm phải tung ra một mẫu điện thoại mới nhằm khắc phục các sai lầm trong thiết kế của U12 Plus để lấy lại lòng tin của người dùng. Và cuối cùng đó là Xiaomi Mi Mix 2S. Mi Mix 2S có thể coi là một bản nâng cấp nhẹ của Mi Mix 2 hồi đầu năm nay. Thực tế thì Mi Mix 2S là một mẫu điện thoại khá thành công của Xiaomi với lượng máy bán ra khá cao và luôn trong tình trạng cháy hàng vào những ngày đầu được mở bán, cùng với nhiều đánh giá tích cực về những cải tiến được mang vào chiếc điện thoại này như là camera chất lượng tốt, thiết kế đẹp cùng với hiệu năng mạnh mẽ trong một mức giá khá là phải chăng. Tuy nhiên hiện tại đã là thời điểm của chiếc Mi Mix 3, phiên bản nâng cấp chính thức của Mi Mix trong năm nay, nên cũng không có nhiều lý do để cho Mi Mix 2S được phép tồn tại nữa. Nhiều khả năng thì trong thời gian tới thì công ty sẽ cân nhắc cho về vườn chiếc điện thoại này để Mi Mix 3 có thể có chỗ êm đẹp. Và vừa rồi là tổng hợp nhanh của Tema về các siêu phẩm flagship sắp về vườn trong năm nay. Còn các bạn khán giả của Tema, các bạn có thêm những sản phẩm nào thì các bạn hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác của Tema.